Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Đảng cho bắt giữ hai nhà cải cách lao động. Nhiều thời báo chấm đê đã đưa tin Việt Nam đã bắt giữ hai quan chức, những người đang tích cực vận động cho sự cải cách trong lĩnh vực công đoàn, ông Nguyễn Văn Bình và ông Vũ Minh Tiến. Điều đáng nói là chính quyền Việt Nam đã giấu nhẹm thông tin về việc bắt giữ hai ông này. Sự việc chỉ được công luận biết đến sau khi dự án 88, một tổ chức bảo vệ nhân quyền cho người Việt, lên tiếng. Theo đó, ngày 6 tháng 5, một thông cáo của dự án 88 cho hay ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động đã bị bắt từ tháng trước. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Bình. Trước khi bị bắt, ông Bình đang chuẩn bị hồ sơ để quốc tế phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về quyền thành lập nghiệp đoàn của người lao động. Việt Nam đã cam kết sẽ thông qua Công ước 87 này vào năm 2023, theo một thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam, EVFTA. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam luôn tìm cách trì hoãn và theo thông tin được công bố gần nhất, họ dự kiến sẽ phê chuẩn vào tháng 10 năm nay. Tiếp đó, ngày 20 tháng 5, dự án 88 tiếp tục tố cáo Việt Nam đã bắt giữ ông Vũ Minh Tiến, trưởng ban chính sách pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động, nguyên viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn. Đến nay, chính phủ Việt Nam vẫn chưa thừa nhận vụ bắt giữ này. Dự án 88 cho biết, ông Tiến được giao nhiệm vụ sửa đổi luật công đoàn, dự kiến sẽ trình Quốc hội ký thành luật vào cuối năm nay. Cả ông Bình và ông Tiến đều bị bắt vì làm lộ bí mật quốc gia theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Tìm hiểu về vấn đề này, Thời báo chấm đê đã có cuộc trao đổi với bà Ca Dao, một nhà hoạt động thúc đẩy quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập cho người lao động Việt Nam từ Paris, Cộng hòa Pháp. Theo bà, với vụ bắt giữ ông Bình và ông Tiến, có thể thấy tương lai để có thể thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam vẫn còn xa vời. Hình ảnh ông Vũ Minh Tiến. Bà Ca Dao đặt nghi vấn phải chăng việc bắt giữ ông Bình và ông Tiến nhằm ngăn chặn việc thông qua Công ước 87 về dự luật công đoàn sửa đổi. Nhà hoạt động nghiệp đoàn cho biết tuy cả hai hiệp định thương mại EVFTA ký giữa Việt Nam và EU và CPTPP ký giữa 11 nước khu vực Thái Bình Dương đều có điều khoản đòi hỏi Việt Nam phải cho phép các nghiệp đoàn độc lập hoạt động, nhưng lại không có biện pháp chế tài. Như vậy, một khi Việt Nam không tuân thủ cam kết thì cũng không có điều gì xảy ra. Mặt khác, bà cho rằng Việt Nam không công bố việc bắt ông Bình và ông Tiến vì họ ủng hộ nghiệp đoàn độc lập, mà lại chụp cho họ tội danh làm lộ bí mật quốc gia, một tội danh rất mơ hồ. Bởi đã là bí mật quốc gia thì không thể công bố cụ thể là hai người này đã làm lộ điều gì. Về quan hệ quốc tế, bà Ca Dao nhận định quốc tế cũng chỉ lên án hai vụ bắt giữ này một cách chung chung, chỉ bằng ngôn ngữ và không có biện pháp nào khác. Mà một khi không có biện pháp mạnh thì không có điều gì sẽ xảy ra. Việt Nam may mắn nằm trong khu vực địa lý chiến lược của Mỹ và phương Tây để kiềm hãm Trung Quốc. Do đó, Việt Nam cần phương Tây để phát triển kinh tế, nhưng phương Tây cũng cần Việt Nam cho các chiến lược của họ. Do đó, họ không thể ép Việt Nam đến mức độ tuyệt đối như anh không làm thì tôi sẽ rút anh ra. Nhà hoạt động này đánh giá lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam, EVFTA. Được biết, ông Bình là nhân tố chủ chốt thúc đẩy việc thông qua Bộ Luật Lao động mới vào năm 2019, tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam được phê chuẩn các công ước của ILO bảo vệ quyền lợi người lao động. Nhưng theo bà Ca Dao, đến nay vẫn chưa có tổ chức nào được thành lập theo luật này. Mặt khác, bà cũng bày tỏ sự nghi ngại về việc gian lận của nhà cầm quyền Việt Nam. Theo đó, họ hoàn toàn có thể thành lập các nghiệp đoàn độc lập giả hiệu, chịu sự chi phối của chính quyền. Nghĩa là về danh nghĩa, về hình thức, sẽ có những nghiệp đoàn do người lao động thành lập nên. Nhưng thực chất, các tổ chức này đều do các cán bộ nhà nước đứng đằng sau điều khiển. Tuy nhiên, bà Ca Dao cho hay, cái khó là làm sao để biết, để chứng minh tổ chức nào là giả hiệu, bởi không có cách nào để tiếp cận, để tìm hiểu về vấn đề này. Bà cho biết thêm, dù biết là khó khăn, nhưng những nhà hoạt động nghiệp đoàn tự do vẫn đang chuẩn bị các nguồn lực, sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động, dù chỉ trong vòng bí mật, một khi các công ước quốc tế của ILO được thông qua. Và các nhà hoạt động cũng hiểu rõ, dù có thông qua các công ước này thì Việt Nam vẫn sẵn sàng chà đạp như cách họ đã làm sau khi ký kết các công ước quốc tế khác. Khó khăn cho người lao động Việt, cho giới hoạt động và cho cả nền dân chủ trong tương lai của Việt Nam vẫn ở phía trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Vì sao Đảng cho bắt giữ hai nhà cải cách lao động. Đừng ngộ nhận rằng đất nước đang đứng trước bước ngoặt vì cuộc chiến cung đình. Ngày 23 tháng 5, blog Trần Đông A trên VOA tiếng Việt bình sau tuyên thệ của Tô Lâm, cuộc chiến cung đình có đảo chiều.
Tác giả nhắc lại sự thiếu vắng của Tổng Trọng tại lễ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước của Tô Lâm, mà vốn là theo thông lệ ông phải có mặt để chúc mừng. Tin nội chính của Việt Nam những ngày này xoay như chong chóng do việc các bên vẫn chưa thể thống nhất được chọn ra ai để ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay cho Đại tướng Tô Lâm. Hình ảnh bài bình luận trên blog Trần Đông A VOA. Tác giả bình luận, theo tấm hình Tô Đại tướng mà tất cả các báo chí nước ngoài chuyển tải trưa 22 tháng 5, chưa thấy nguyên thủ quốc gia nào nhậm chức mà thiểu não đến như vậy. Sáng 22 tháng 5, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền, tức là Bộ Chính trị, kiện toàn chức danh Bộ trưởng Công an. Theo tác giả, ở đây mới thấy hết tài thao lược của Tổng Trọng khi Bộ Chính trị đã trám được 4 trên 6 ghế trống, lại hầu hết là người bên đảng, đủ để thay đổi tương quan lực lượng, nên đã thuyết phục được Tô Lâm buông ghế Bộ trưởng Công an. Tuy nhiên, dù đã bổ sung nhưng vẫn còn hai ghế trống trong Bộ Chính trị, tác giả nhận xét, đằng sau câu chuyện này có thể hé lộ mấy điều sau đây. Thứ nhất, phơi bày một sự thật là Hội nghị Trung ương Chính đã vỡ trận vì cả Bộ Chính trị và Trung ương Chính đều phải giằng co căng thẳng về vấn đề nhân sự cấp cao. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhận chức với bộ dạng ảo não. Thứ hai, hệ lụy của việc để trống hai vị trí trong Bộ Chính trị sẽ kéo dài cuộc đấu đá giữa các lãnh đạo chủ chốt chưa biết đến bao lâu. Thứ ba, không trám đủ chỗ trống còn liên quan đến việc tái phân công, phân nhiệm phạm vi công tác của 4 tân ủy viên Bộ Chính trị và lại một cuộc sáo bài mới sẽ tiếp diễn. Vẫn theo tác giả, lễ tuyên thệ nhậm chức của Tô Lâm và Trần Thanh Mẫn cũng lại gây nên nhiều dư âm trong dân. Người dân giễu nhại, thề cá trê chui ống. Bởi vì tất cả đều thề trước dân, nhưng dân không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Tác giả dẫn lại nhận định của tiến sĩ Bill Hayton viết trên trang web của Chatham House, Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh Quốc. Trước khi ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước, rằng Việt Nam sẽ ngày càng tô đậm thêm ấn tượng về một nhà nước công an trị bởi tứ trụ thì có đến hai người đi lên từ công an là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Bộ Chính trị có đến 5 người xuất thân từ công an, 3 người xuất thân từ quân đội, chiếm tới 50%. Hình ảnh cáo già Tổng Trọng. Tác giả mỉa mai, với một thể chế mà đội ngũ tinh hoa gồm những thành phần ưu việt như trên, thì không có gì lạ là chỉ riêng những ngày qua, khối ngoại đã bán ròng hơn 5.000 tỷ Việt Nam đồng. Nếu tính từ đầu năm đến nay, nhóm này đã bán ròng 25.000 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với gần 1 tỷ USD, vượt cả giá trị bán ròng trong suốt cả năm 2023. Bên cạnh việc vốn ngoại ồ ạt rút khỏi sàn chứng khoán, Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ USD nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hôm 20 tháng 5 đã thừa nhận nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Tác giả đánh giá với những thách thức kể trên, thể chế lạc lõng của Việt Nam vẫn chưa đến điểm tới hạn. Mặc dù có nhiều dự báo bi quan, nhưng với một thể chế lấy thành tích bạo lực và đàn áp dân làm tiêu chí duy nhất để ổn định xã hội, thể chế đó vẫn còn không gian tồn tại trong một thời gian dài. Đừng thấy lãnh đạo giành nhau trên thượng tầng mà ngộ nhận rằng đất nước đang đứng trước bước ngoặt. Các cuộc tiến hóa không từ trên trời rơi xuống, nó phải từ người dân đi lên. Chừng nào người dân còn thái độ cam chịu thì không có lý do gì để hy vọng vào bước ngoặt hay sự chuyển đổi hệ thống một cách ngoạn mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Đừng ngộ nhận rằng đất nước đang đứng trước bước ngoặt vì cuộc chiến cung đình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.